Đầu tiên, trên thị trường chứng khoán châu Á, hầu hết các chỉ số chính tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đều chìm trong sắc đỏ, giảm điểm trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng mạnh tại Mỹ, làm lu mờ sự lạc quan của nhà đầu tư đối với những tin tức tích cực về vaccine hồi đầu tuần. Những phiên gần đây, nhà đầu tư có xu hướng rời khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và làm ở nhà, chuyển sang nhóm cổ phiếu chu kỳ sẽ hưởng lợi khi kinh tế phục hồi. Xu hướng này xuất hiện sau khi Pfizer và BioNTech ngày 9 tháng 11 thông báo vaccine COVID-19 thử nghiệm của họ có hiệu quả hơn 90% trong phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ số Nikkei giảm 1,09% về 25.243,83 điểm. Chỉ số Shanghai giảm 1,73% về 3.301,08 điểm. Chỉ số Hang Seng giảm 0,74% về 25.975,44 điểm. Chỉ số ASX 200 giảm 0,57% về 6.381,9 điểm. Chỉ số Kospi giảm 0,33% về 2.467,57 điểm. Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la vẫn giữ giá vào phiên giao dịch ngày hôm nay khi các nhà đầu tư đang kỳ vọng về một loại vaccine COVID-19 ít có khả năng ngăn chặn cúm mùa bùng nổ ở châu Âu và Hoa Kỳ khi làn sóng thứ hai của đại dịch gia tăng nhanh chóng. Mặc dù dòng tiền rút mạnh ra khỏi thị trường vàng, nhưng những diễn biến ngược chiều trên thị trường chứng khoán cũng cho thấy sự thận trọng của các nhà đầu tư, nguyên nhân xuất phát từ những cáo buộc gian lận bầu cử diễn đến cục diện hỗn loạn cho quá trình chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng. Chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,07%, xuống 92,95 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh đang cản trở sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu. Cùng với sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ dầu thô của Mỹ, dữ liệu của chính phủ Mỹ cho biết tồn kho dầu thô tăng 4,3 triệu thùng trong tuần trước so với mức dự kiến là giảm 913.000 thùng. Mới đây, cơ quan năng lượng quốc tế cho biết nhu cầu dầu toàn cầu khó có thể tăng đáng kể cho đến năm 2021 nếu vaccine thành công. Giá dầu thô Brent giảm 27 cent xuống 43,53 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 33 cent xuống 41,12 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường kim loại quý, giá vàng đảo chiều tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay do thị trường hoài nghi về hậu cần của việc triển khai vaccine COVID-19 khi các ca nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng ở Mỹ. Thị trường vàng đang tập trung chú ý đến gói kích thích kinh tế và số ca nhiễm COVID-19 đang tiếp tục tăng cao. Vì vậy, giá vàng giằng co trong bối cảnh thị trường đang tập trung theo dõi diễn biến mới của vaccine COVID-19. Vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.881,57 đô la Mỹ một ounce, trong khi vàng giao sau của Mỹ tăng 1% lên 1.880,50 đô la Mỹ một ounce. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ năm học 2021-2022, học phí bậc đại học tăng 12,5%, học phí bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021. Trong dự thảo lần 2 nghị định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, căn cứ vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của Tổng cục Thống kê thông báo giai đoạn 2021-2025 là 7,5%, Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất mức tăng học phí năm học 2021-2022 là 12,5% so với năm học 2020-2021. Mức học phí cho các năm tiếp theo tăng với tỷ lệ tương ứng. Với lộ trình này, đến năm học 2025-2026, học phí bù đắp được 50% chi phí đào tạo. Đến năm 2030, học phí sẽ bù đắp đủ chi phí đào tạo đối với trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên. Trong 10 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra 925 hồ sơ thuế với số thuế truy thu và phạt là 1.192,2 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm 2020. Ngoài ra, qua công tác thanh tra, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giảm khấu trừ 93,7 tỷ đồng, giảm lỗ 4.777 tỷ đồng. Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, qua thanh tra, đơn vị truy thu cho ngân sách nhà nước bình quân 1,291 triệu đồng mỗi hồ sơ. Theo Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường đôn đốc, giám sát công tác thanh tra kiểm tra. Tiếp theo chương trình là thông tin hoạt động của một số doanh nghiệp, kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI, giai đoạn 2016-2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tìm kiếm các cơ hội để giảm tỷ lệ sở hữu tại Đạm Cà Mau từ 75% xuống 51%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn do dự về chính sách giá khí đầu vào chưa rõ ràng sau khi cơ chế bảo hộ giữa Đạm Cà Mau và PVN hết hiệu lực từ năm 2019 trở đi. Hiện nay, cơ chế giá khí đã đàm phán xong, PVN có thể tìm được đối tác mua lại phần thoái vốn. Do đó, tổ chức này dự đoán PVN sẽ thoái vốn Đạm Cà Mau vào năm 2021.
Mới đây, Gilimex đã báo cáo tăng trưởng lợi nhuận ở cả 3 quý bất chấp tác động của dịch COVID-19. So với cùng kỳ năm trước, Gilimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1, gấp đôi trong quý 2 và gấp 3 lần trong quý 3. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 2.546 tỷ đồng, tăng 45%, lãi sau thuế là 189,5 tỷ đồng, gấp đôi 9 tháng năm 2019. Doanh thu xuất khẩu tăng từ 40,5 triệu đô la Mỹ năm 2014 lên 100,9 triệu đô la Mỹ năm 2019. Tỷ lệ đóng góp trong doanh thu thuần vào khoảng 85-99%. Theo số liệu mới được VinFast công bố, trong 10 tháng vừa qua, VinFast đã bán được 2.866 xe ô tô. So với tháng 9, doanh số VinFast giảm 21%, chủ yếu do tháng trước doanh số VinFast bùng nổ nhờ bán tới 1.300 chiếc Lux SA 2.0. Trong khi đó, sang tháng 10, doanh số Lux SA 2.0 giảm trở lại về mức 362 xe. Tuy giảm so với tháng 9, nhưng đây vẫn là mức doanh số rất cao của Lux SA 2.0 khi cao hơn tất cả các tháng 5, 6, 7 và 8 trước đó. Theo Fitch Ratings, nền kinh tế Việt Nam dần phục hồi cùng tỷ lệ thất nghiệp giảm là cơ sở cho khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới. Theo báo cáo mới nhất của Fitch Ratings, trong quý 3 năm 2020, kinh tế Việt Nam đã cho thấy dấu hiệu phục hồi với mức tăng trưởng GDP 2,6%. Điều này là dấu hiệu tốt hỗ trợ khả năng trả nợ của người đi vay và cũng là cơ sở cho khả năng sinh lời của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới. Fitch Ratings nhận định kết quả hoạt động quý 3 năm nay của các ngân hàng đã cải thiện hơn nhiều, kỳ vọng việc hình thành các khoản nợ xấu và các khoản cho vay cơ cấu lại vẫn đang ở mức vừa phải. Trong năm 2021, Fitch Ratings cho rằng doanh thu ngành ngân hàng sẽ phục hồi nhờ kiểm soát lỗ cũng như hoạt động vay vốn đang dần dần khởi sắc trở lại. Qua số liệu sơ bộ tháng 10 năm 2020, nhiều ngân hàng khá tự tin vào khả năng dư nợ tín dụng bật tăng trong những tháng cuối năm. Theo thống kê của trang Vietnam Finance, nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp thì tăng trưởng dư nợ tín dụng là 9,2%, nhưng cũng cho thấy nhiều ngân hàng vẫn đạt được mức tăng trưởng dư nợ khá cao trong bối cảnh nhu cầu vay vốn yếu do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngân hàng nhà nước đang kỳ vọng dư nợ tín dụng đến hết năm sẽ tăng khoảng 8-10%, nghĩa là tăng thêm khoảng 2-4% điểm trong quý 4 so với mức bình quân khoảng 2 điểm phần trăm mỗi quý kể từ đầu năm. Nhìn chung, cơ quan quản lý nghiêng về quan điểm tăng trưởng tín dụng sẽ mạnh mẽ hơn trong quý 4 nhưng vẫn tỏ ra khá thận trọng. Báo cáo tài chính của các ngân hàng chỉ ra hoạt động bán bảo hiểm mới được đẩy mạnh 3-4 năm gần đây nhưng đã trở thành nguồn thu ngoài tín dụng lớn nhất tại nhiều đơn vị. Ba quý đầu năm nay, mảng bảo hiểm tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động dịch vụ của ngân hàng với 2.135 tỷ lãi thuần, tăng 25% và chiếm 86% tổng lãi thuần hoạt động dịch vụ. Nhiều ngân hàng sau khi ký kết cũng nhận ngay một khoản lợi nhuận đột biến trong mảng dịch vụ nhờ khoản phí hoa hồng trả ngay từ công ty bảo hiểm. Báo cáo cho biết lượng khách hàng tiếp cận bảo hiểm qua kênh ngân hàng ngày càng tăng và đứng thứ hai chỉ sau tư vấn viên của các hãng bảo hiểm. Các chuyên gia ngành ngân hàng cũng cho rằng xu hướng phát triển của việc bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng sẽ ngày càng nóng hơn và thu hút nhiều khoản đầu tư lớn. Sáng nay, trong khi tỷ giá trung tâm tăng thì giá mua bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng hầu như không biến động so với cuối phiên hôm trước, tỷ giá nối dài chuỗi ổn định. Báo cáo thị trường trái phiếu tháng 10 được công ty chứng khoán KB Việt Nam, KBSV công bố mới đây, nhấn mạnh tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 10 năm 2020 tiếp tục giảm mạnh do Nghị định 81 năm 2020 có hiệu lực. Cụ thể, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, giảm 39,4% so với tháng 9 và giảm tới 90% so với tháng cao điểm là tháng 8. Theo KBSV, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt rõ rệt trong 2 tháng vừa qua khi các quy định mới về siết chặt hoạt động phát hành trái phiếu được quy định tại Nghị định số 81 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Do vậy, phần lớn các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp đều đã đẩy nhanh phát hành trong tháng 8. KBSV nhận định hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong 2 tháng cuối năm nay sẽ không có nhiều biến động mạnh như trong quý 2. Chuyển sang những thông tin quốc tế, tính đến sáng ngày hôm nay thì thế giới đã ghi nhận hơn 53 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 1,3 triệu ca tử vong.
Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometer, tính đến 6 giờ sáng ngày 13 tháng 11, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 53.046.747 trường hợp, trong đó có 1.298.237 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 36.938.399 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo không nên đặt tất cả hy vọng vào vaccine ngừa COVID-19, cho rằng mọi người cần duy trì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh này. Ổ dịch lớn nhất thế giới là Mỹ, ghi nhận thêm 147.110 ca mắc và 1.060 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 10.856.466 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 248.458 trường hợp. Ổ dịch lớn nhất châu Á và lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, ghi nhận thêm 43.861 ca mắc và 521 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 của Ấn Độ là 8.727.900 ca, trong đó có 128.686 ca tử vong. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 11 đã công bố sắc lệnh cấm Mỹ đầu tư vào những công ty Trung Quốc bị Washington cho là do quân đội Trung Quốc kiểm soát hoặc sở hữu. Sắc lệnh trên có thể ảnh hưởng đến những công ty lớn nhất của Trung Quốc, trong đó có China Telecom Corporation, China Mobile và Hikvision. Động thái này được triển khai để ngăn chặn nguồn đầu tư, quỹ hưu và những quỹ khác của Mỹ mua bán cổ phiếu của 31 công ty Trung Quốc bị Bộ Quốc phòng Mỹ liệt vào nhóm do quân đội Trung Quốc hậu thuẫn vào đầu năm nay. Kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, sắc lệnh trên sẽ cấm mọi giao dịch của giới đầu tư Mỹ đối với chứng khoán của 31 công ty nêu trên. Sắc lệnh cũng sẽ cấm công dân Mỹ mua bán chứng khoán của một công ty Trung Quốc 60 ngày sau khi công ty này bị liệt vào nhóm công ty quân đội Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington hiện vẫn chưa bình luận về vụ việc.